Sau một chặng đường dài từ hơn 5.000 hồ sơ đăng ký, top 5 thí sinh xuất sắc nhất Việt Nam Idol 2023 sẽ bước vào chặng đua cuối cùng để tìm ra xem ai là chủ nhân của ngôi vị quán quân và đêm chung kết. Diễn ra vào tối ngày 21 tháng 10, đây không chỉ là đêm diễn quan trọng đối với top 5 chung cuộc mà còn là một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời cùng sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu showbiz Việt. Hai cái tên đầu tiên xác nhận tham dự trình diễn ở đêm gala chung kết có Đông Nhi và Tăng Duy Tân. Đặc biệt, trong đêm chung kết Việt Nam Idol 2023 còn có sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Sơn Tùng MTP. Việc Sơn Tùng MTP biểu diễn trong đêm chung kết Việt Nam Idol 2023 được xem là một món quà tuyệt vời dành cho các thí sinh lẫn khán giả theo dõi. Khán giả cũng trông chờ vào màn tương tác giữa Sơn Tùng và Mỹ Tâm, hai ngôi sao có thể xem là lớn nhất làng nhạc Việt thời điểm hiện tại. Có thể thấy suốt hơn 10 năm qua, Sơn Tùng MTP và cuộc thi Việt Nam Idol quả thật có rất nhiều mối duyên. Từng bị loại ngay vòng casting cho đến việc được mời trở lại trình diễn trong 3 năm mà mỗi lần vị thế lại càng cao hơn trước. Ca khúc mà Sơn Tùng hát ở vòng casting Việt Nam Idol năm nào chính là ca khúc Không Còn Mùa Thu và anh đã dự thi vào mùa thi năm 2012 với 3 vị giám khảo lúc bấy giờ là Quốc Trung, Mỹ Tâm và Nguyễn Quang Dũng. Dù là thủ khoa nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Sơn Tùng lại chưa thành công tại show thực tế về âm nhạc đình đám bậc nhất lúc bấy giờ. Đáng chú ý, chỉ không lâu sau đó, Sơn Tùng đã trở lại sân khấu Việt Nam Idol nhưng với tư cách ca sĩ khách mời. Lần đầu tại vòng công bố top 8 Việt Nam Idol 2012 với Cơn Mưa Ngang Qua, lần thứ 2 tại vòng loại trực tiếp 3 Việt Nam Idol 2013 với Em Của Ngày Hôm Qua. Lúc này là thời điểm Sơn Tùng vẫn còn là một cái tên rất mới, song tên tuổi đang đi lên như diều gặp gió, báo hiệu về một hiện tượng đình đám của V-pop trong tương lai. Và đến năm 2023, Sơn Tùng lại trở lại với chương trình đầy duyên nợ này và lần này anh sẽ là cái tên tâm điểm tại gala chung kết Việt Nam Idol 2023. 10 năm trôi qua, Sơn Tùng đã không còn là chàng trai Nguyễn Thanh Tùng thi rớt vòng casting năm nào, cũng không còn là một ca sĩ mới với ít bản hit đang chân ướt chân ráo khẳng định bản thân. Giờ đây, anh đã là ngôi sao hạng S của V-pop với vô số bản hit vươn ra cả quốc tế. Trở lại sân khấu Việt Nam Idol sau khi đi một quãng đường rất dài, hẳn Sơn Tùng cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc.